Chào thuê mày đó. Đi đi đi. Đợi 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 thầy đó. Em Thảo muốn nói. Phương Thảo đây, quay em rưỡng đó. Phương Thảo đây, xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người nhé. Em mày không ơi. Em không ơi. Em tay. Máy của ó cho nên là không biết sử dụng chứ. Quay ngược quay xuôi này. Chưa thông thảo. Có nhưng mà em bật ơi đây rồi. Mấy thanh niên chạy trước nhanh quá. Thầy chèo khỏe. Rồi là rơi máy ó tùm ở dưới nè. Đang ăn ngay trở lại. Em Thảo cười lên phải không? Một ngày cười cho tươi kìa bác. Được đi chơi hay là để về đi học đấy? Hả? Không đi sớm đừng nói mẹ để trung thu ta đi mổ hay. Kết thúc du lịch hôm nay nha. Thuyền nào về thuyền đấy à? Đúng rồi, mình đi lên đấy. Mình nhớ chứ, chị đó mình nhớ khách để mà đón cho chị hay. Trên đường đi đẹp hay. Đường đi nấu người lại đấy đẹp hay. Hai bên toàn cái xí. Chú Tùng này ở Vĩnh Mứa này. Khi tối anh Hải này anh sáng coi thời tiết trăng án hôm nay giống bào. Mở mắt ra nhìn có phải giống bào. À rõ là mặt đẹp. Này cho này. Ôi. Kính bịt lại một nữa. Đó. Cứ như đó. Ờ cái gì cầm lột lại chứ. Cái này đen xe không có kính. Đen xe có tháo kính đen đi. Hồi sinh nhớ đi trước rồi, thôi được rồi đó. Ok.